Đang setup cho một buổi BBQ của team Raider ha. Hôm nay là bữa tiệc của team thì coi như là liên hoan team sau khi đã làm xong dự án website Mona Software và Mona. Tất cả các món mình đều ăn, chứ ăn hết trơn không còn gì ăn được.